hoạt động mà anh Quang cũng như những người trẻ đang giới thiệu về văn hóa dân tộc đó, thì có ý nghĩa như thế nào trong đời sống hiện đại hiện nay ạ? Trong đời sống hiện đại bây giờ thì người ta phần nhiều người ta chạy theo cái vật chất, là chạy theo cái ăn ngon mặc ấm, mà ít có ai để ý đến văn hóa. Và có được một cái số thanh niên trong cái giai đoạn này mà còn nghĩ tới văn hóa là cái điều rất quý. Nhưng nghĩ tới điều văn hóa mà tìm học hỏi văn hóa đó là hay, mà học hỏi được rồi phát huy rồi phổ biến trở lại thì là càng quý hơn nữa. Cho nên trong hơn hai tiếng đồng hồ đi qua những thành phố một cái cách đặc biệt là ngồi trên chiếc xe Ciclo thì nó vừa có lịch sử mà nó có vừa có hiện đại, mà chúng ta có thể rằng trong giây phút đó xem lại cả lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh ngày trước kia là Sài Gòn, từ mà mấy chục mét vuông mà cho tới bây giờ tới 2000, trên 2000 km vuông, thì điều đó làm cho chúng ta thấy mà mỗi một cái chi tiết nhỏ nhỏ từ ở trong nhà bưu điện cho tới nhà thờ, nếu mà không có được cho quan nói rõ ra thì người ta cũng không để ý đến. Giả thể như bây giờ này mà ai vô đâu có nhớ được là có được 9 cái cửa sổ, mà 9 cái cửa sổ là tượng trưng cho là con rồng, 9 con rồng là Cửu Long, rồi Thất Sơn là cái núi có 7 ngọn núi, mà 97 là 16, tức là làm đúng theo cái tư tưởng sống của người Việt Nam là có nam có nữ. Bởi vì ta nói nghe con trai thì là số 7 mà con gái thì số 9. Cho nên vì vậy mà nhìn khi dòm thấy ra tất cả mọi chuyện, rồi đi ngang đi qua thành phố mà mình đi bằng xích lô lần đầu tiên mà thầy mới đi như thế, thì là cái phong cảnh mình thấy nó rõ ràng, chứ không phải đi ngang mà dù như là đi trên chiếc xe taxi